Thưa quý vị, 63 hội đồng thi trong cả nước đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1. Để việc công bố điểm thi thuận lợi, Bộ Dục và Đào tạo cho biết đã cùng các hội đồng thi chuẩn hóa cơ sở dữ liệu điểm thi bảo đảm chính xác bảo mật. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động tra cứu điểm thi của thí sinh, tránh để xảy ra các sự cố về kỹ thuật trong quá trình tra cứu điểm thi. Sau khi các hội đồng thi công bố điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố phổ điểm các môn thi và công bố kết quả đối sánh điểm thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2021 với điểm học bạ lớp 12. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi biết điểm thi, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn xin phúc khảo tại nơi đã đăng ký dự thi. Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Ngoài ra, thí sinh còn được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021. Thí sinh cần lưu ý, theo thông tư số 16 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non từ kỳ tuyển sinh năm nay, mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng tối đa 3 lần trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến, trong khi đó các năm trước, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Bến Tre có 12.723 thí sinh đổ trong tổng số 13.143 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,24%. Trong đó, hệ trung học phổ thông đạt tỷ lệ 99,16%, và hệ giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ 94,58%. Có 23 trường đổ tốt nghiệp học phổ thông 100%, gồm 22 trường học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre. Với kết quả này, Bến Tre lọt vào top 6 các tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long và xếp hạng 17 trong cả nước.